Tôi là Phan Thị Kim Hằng. Công việc của tôi là người dẫn chương trình của những kênh truyền hình uy tín tại Việt Nam. Tôi yêu công việc hiện tại của mình. Và trong sự nghiệp, danh hiệu em siêu duyên dáng trong cuộc thi người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 là một cột mốc đầy tự hào của tôi. Và tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng để phát triển từng ngày. Hôm nay, ngày 8 tháng 6 năm 2016, tôi đang tiếp tục với tình yêu thứ hai của tôi, đó là trở thành một diễn viên. Không đi. Chứ mày định hỏi cái đó
sinh ra ở biển thì tao chết, tao cũng chết ở biển, tao gì đâu á. Mày bỏ cái tư tưởng đi nghe chưa? Cái miền biển này nè, nó ở đi cha của mày, ngay cả chồng sắp cưới của mày còn không biết tin tức kìa. Mày bố coi, ẩu là con gái trong dương rồi, bố coi. Mày còn muốn gì nữa hả? Không nên cho má mày. Anh Tài, anh đâu có bỏ em đâu mà đúng không anh Tài? Ba ơi, trên trời ba có linh thiêng, ba phù hộ cho Tài bình an nha ba. Nha ba. Bên đại cái trang là liên lạc được với tàu của anh Tài rồi. Mày nói cái gì? Liên lạc được với tàu anh Tài rồi. Tàu anh Tài ở ngoài đảo, tại vì sóng lớn cho nên không dám về, sợ nguy hiểm, nhưng mà mọi người vẫn an toàn. Cảm ơn chị đó. Cảm ơn chị đó. Cảm ơn chị đó. Nói với ai phụ mà tao nói mày nghe, mà tao nói mày nghe. Tao nghe nói cái mẻ cá này, tùy này nó lớn lắm, là mình chúng lớn nữa. Cho nên là ông hết, tao không đi lên Sài Gòn nữa đâu. Tao ở đây tao phụ mẹ cá mày. Mày ai ông này em có giờ sao? Tụi bay ở đây làm dân chài chung với tao luôn đúng không? Ừ. Có bỏ tiền không? Không. Nhớ nha, giờ khởi động chuẩn bị mai đi bắt cá nè. Cánh tay này sức dài giống lắm, chỉ làm nai dưng gió ra khơi. Xin chúc mừng Kim Hằng vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ xin mời ý kiến của ban giám khảo. Xin mời trưởng ban đại diện Trần Ngọc Phong. Trước hết là chúc mừng em cũng như và phần thi buổi sáng thì cái phần thi diễn xuất đầu tiên của em khá là tốt. Một cái tiểu phẩm có nhiều sắc thái ha, thì có đất để cho em diễn và các bạn diễn vẫn diễn hay hơn em. Nhưng mà như thế thì chúng tôi cũng nhìn thấy được cái phần tốt của bạn. Chỉ có một điều tôi nhắc bạn thôi, tức là bạn có lợi thế là một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt rất điện ảnh. Khi mà tôi nhìn vào trên cái màn hình đó, khi mà máy zoom vào cận, bạn có một đôi mắt cực kỳ biểu cảm và đôi mắt rất đẹp, rất cần cho điện ảnh. Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng bạn đã hoàn thành cái vòng thi đầu tiên, cái người đầu tiên mở đầu cho cái buổi chiều. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn nhận xét của đạo diễn Trần Ngọc Phong. Hằng vừa thi xong, và nó là rất là rung. Thật sự mà Hằng thi cứ như cuộc thi MC rồi á, mà nó không có rung như vậy đâu. Cái lúc mà lên là tim nó ngưng đập luôn. Thật ra là nhạc vô là cứ biết chưa theo nhạc thôi, nhưng mà cũng may mắn và hạnh phúc là ngày hôm nay đã thi xong cái phần thi đầu tiên của buổi chiều chót lọt. Không biết kết quả như thế nào. Kết quả đậu thì vui, còn nếu mà kết quả mà ngược lại á thì cũng hạnh phúc. Bởi vì ngày hôm nay cũng được một vài lời khen. Nói chung là cảm ơn trời đất đã cho phần thi chót lọt.